Chào tất cả các bạn, mình là Hạnh Quyên, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong video ngày hôm nay. Và như mọi người có thể thấy thì thời tiết hôm nay thật sự rất là đẹp, vừa có nắng lại còn vừa có gió nữa, rất thích hợp để đi ra ngoài phải không nào? Thực sự là mình đang nghĩ với một buổi chiều lý tưởng như thế này thì mình nên chọn trà, bánh, cà phê hay là đi ngủ nhỉ? Sau một hồi suy nghĩ thì hôm nay Hạnh Quyên sẽ dẫn các bạn đến một tổ hợp ăn uống nghỉ dưỡng mà không cần phải chọn một trong ba nữa. Còn bây giờ thì theo chân mình thôi nào, let's go! Đầu tiên đó chính là Quang Vinh Hotel, một khách sạn 4 sao tọa lạc giữa trung tâm thành phố Cẩm Phả. Còn bây giờ thì mình sẽ vào trong để trải nghiệm xem nội thất và cách bài trí của khách sạn này tuyệt vời ra sao nhé. Đi thôi! Ok, vậy là mình đã có mặt ở trong sảnh lễ tân của Quang Vinh Hotel. Vậy thì bây giờ hãy cùng mình tham khảo qua những hạng phòng ở đây nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cùng lên tầng để trải nghiệm dịch vụ phòng ở đây nhé. Ok, mình đã lên đến tầng 2 và thử xem là một phòng ở trong đây thì có gì nhá. Đi thôi. Wow. Như mọi người có thể thấy thì bước vào phòng ngay là một cửa sổ rất là rộng và view ở đây thì thực sự là rất tuyệt vời mọi người ạ. Mọi người có thể thấy này. Nhìn ngay thẳng ra Vincom Cẩm Phả luôn. Vậy là mình đã khám phá xong căn phòng double của khách sạn. Vậy thì bây giờ tiếp tục hãy đi lên căn phòng twin để xem trên đấy có gì nhá. Đi thôi, đi thôi. Đây là hạng phòng twin mọi người ạ. Như mọi người có thể thấy thì ở đây là có hai giường đơn và có ban công rất là đẹp. Đây là mình sẽ thử đi ra xem view ở ngoài đây sẽ như thế nào nhá. Wow, thật sự là tuyệt vời mọi người ạ. Rất là mát bởi vì ngày hôm nay thời tiết quá là đẹp cho nên là đây là một địa điểm lý tưởng để mọi người có thể ngắm trọn toàn thành phố Cẩm Phả ở đây. Mọi người có thể thấy thì sau lưng mình đây chính là một địa điểm ngắm hoàng hôn cực kỳ lý tưởng. Mọi người vừa có thể ngắm view của cả thành phố, cũng có thể ngắm hoàng hôn xuống. Thật tuyệt vời phải không nào? Còn bây giờ thì hãy cùng mình xuống dưới để thưởng thức tổ hợp ăn uống ở tầng 1 nhé. Đi thôi. Sau khi đã trải nghiệm xong các dịch vụ phòng ở trên thì bây giờ hãy cùng mình đi xuống dưới tầng 1 để trải nghiệm tổ hợp ăn uống ở dưới nhé. Đi thôi, đi thôi. Thật sự xin lỗi mọi người là mình quên mất còn một hạng phòng mà mình chưa trải nghiệm, đó là phòng triple. Thì để ngay bây giờ đây để đền lỗi cho mọi người thì mình sẽ sang ngay phòng triple để xem là nó có tuyệt vời thực sự như lời đồn không nhá. Đi 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 đi. Đây là hạng phòng triple, phòng to nhất của khách sạn. Thì ở đây có một giường đôi và một giường đơn, là hạng phòng thích hợp cho gia đình để đi nghỉ dưỡng và giải tỏa stress sau những ngày làm việc căng thẳng. Thì vẫn là những cái ban công và view nhìn toàn thành phố. Và bây giờ thì mới thực sự trải nghiệm xong tất cả các dịch vụ phòng ở đây. Và bây giờ mới là đến phần mình thích nhất, đó chính là tổ hợp trà, bánh và cà phê ở dưới tầng 1. Bây giờ thì mình sẽ lại đi xuống tầng 1 để trải nghiệm dịch vụ ở đấy nhé. Ở bên dưới tầng chính là Trung Nguyên E-Coffee. Đây là một quán cà phê với cách thiết kế vô cùng độc đáo, mang đến sự tối giản và hấp dẫn. Quán tọa lạc ở khu đô thị Shophouse Vincom Cẩm Phả chính là một địa chỉ lý tưởng để tụ tập với bạn bè hoặc là chill cuối tuần nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ ra quầy và order đồ nhé. Chào bạn. Em chào chị ạ. Bạn muốn dùng đồ ở đây hay là mang đi? Em dùng ở đây ạ.
Mình gửi bạn hóa đơn vào số chờ nhé. Bạn ra bàn ngồi chờ giúp mình nhé. Order xong rồi. Chờ. Với mọi người là với một người có tâm hồn vừa ăn vừa uống như mình thì cũng không lạ lắm khi mình quyết định trải nghiệm tất cả các đồ uống đặc biệt ở đây. Thứ nhất là trà Atiso, trông rất tuyệt vời đúng không? Tiếp đến là trà pha đậu biếc, đây là cà phê năng lượng, còn đây là cà phê phin. Và bây giờ thì mình sẽ cùng thử xem hương vị của nó có tuyệt vời như là cách nhìn không nhé. Đầu tiên thì mình sẽ thử trà Atiso nhé, nhìn khá là đẹp mắt đấy. Nó hơi có vị chua chua của chanh, vị mát của Atiso, rất tốt cho cơ thể đấy. Tiếp theo là sữa tươi hoa đậu biếc. Sữa tươi hoa đậu biếc thì được làm bởi đậu biếc, thạch, lá dứa và hạt chia, rất tốt cho sức khỏe. Cũng tuyệt vời không kém các bạn ạ. Mình thì là một người rất là thích cà phê cho nên là mình đã quyết định gọi một cà phê năng lượng. Nghe có rất là khỏe. Cái cà phê năng lượng này thì rất thích hợp để mọi người uống buổi sáng trước khi đi làm nhá, hoặc là đi học. Rất phù hợp với lại tất cả mọi đối tượng. Đúng là cà phê năng lượng, uống vào thấy thật sự là rất là khỏe từ bên trong mọi người ạ. Trung Nguyên eCoffee có một khẩu hiệu là chúng tôi không chỉ mang đến những ly cà phê năng lượng tuyệt hảo mà còn cung ứng những giấc mơ. Không quên giới thiệu với các bạn, mình vừa order thêm 4 phần bánh King Roti để giới thiệu cho các bạn. Thì ngay sau đây thì bánh sẽ được mang ra để xem là hương vị của nó tuyệt vời đến đâu nhé. Thảo bắc. Đây, 4 chiếc bánh vừa ra lò. Đầu tiên thì mình sẽ thử với vị trà xanh trước nhá. Tuyệt vời mọi người ạ, rất là ngon. Mình không thể ngờ được vị bánh nó có thể ngon đến như thế này. Quả không hổ danh là vua bánh nướng mọi người ạ, rất đáng đồng tiền luôn. Ba vị còn lại chính là vani, phô mai và sô cô la. Thì mình thực sự là bây giờ cũng khá là no rồi, cho nên là sẽ để dành. King Roti là một thương hiệu bánh nướng Malaysia đã có mặt ở Việt Nam từ hơn 10 năm nay. Và có người đã từng nói rằng là mỗi lần đi qua tiệm bánh King Roti thật không thể nào cưỡng lại được sức hút của nó. Và hôm nay thì mình đã thử trải nghiệm hết các sản phẩm của Trung Nguyên eCoffee và bánh King Roti. Thì cũng đã đến thời lượng kết thúc video, thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video của mình hôm nay. Và chúc mọi người có những ngày nghỉ thật là tuyệt vời nhé. Bye bye.